khác nhiều xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thường hình bóng cũ xa xưa. Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn. Đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thêm nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui nhưng vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ này phai tàn tình yêu phù phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ giá tim anh. Hương xưa ái ân theo êm đêm vàng trắng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình anh qua bóng. Ok, xin mến chào tất cả các anh em. Đây là 4 cục âm ly mini của hãng Onkyo. Em đang bán cho các anh em mua về làm cục giải mã, hoặc để các anh em ghép loa nghe phòng nhỏ, vì cục âm ly này thích hợp sẵn công suất đĩa CD và đĩa MD. Anh em chỉ cần ghép loa vào là chơi thôi. Trong đó thì có 3 cục dàn Onkyo V77, V7, X7. 3 cục này thì có đường in optical để cho các anh em giải mã nhạc số, thì em bán với giá là 1,4 triệu một cục. Còn cục âm ly ở dưới đây là Onkyo 7GX thì có đường optical out, không có đường optical in, thì anh em có thể mua về làm ghép loa, chơi đĩa CD, MD, nghe FM đều tốt cả. Thì cục này em đang bán với giá là 1,1 triệu. Chất âm của cục dàn này ra loa cũng rất là tốt. Ở đầu video thì em đã test một đoạn nhạc từ đĩa MD. Anh em về có thể ghép được tất cả các loại loa bookshelf từ 12, 14, 16cm, nó đều chơi được cả. Ngoài các chức năng giải mã, chạy đĩa CD, MD thì 4 cục dàn này đều bắt được đài tiếng nói Việt Nam FM. Anh em có thể kết nối anten và nghe rất là rõ. Dạ, cháu ơi, cháu vừa tròn 5 tuổi luôn cô. Dạ, cháu trai cháu gái hả con? Dạ, gái. Dạ, 5 tuổi, rồi. Hiện giờ là cháu chuẩn bị, vẫn còn đang học bộ giáo lá phải không con? Dạ, cháu học bộ giáo lá cô. Dạ, rồi. Cháu đi học thì cô giáo nhận xét làm sao? Ờ, dạ, bé của con thì nó chậm nói chuyện hơn những bé khác, là do cái lưỡi của bé nó lên. 4 cục âm ly này thì tất cả các chức năng đều hoạt động tốt. Em bao zin tuyệt đối và bảo hành 3 tháng cho các em yên tâm dùng. Đây là mặt sau. Hàng em đã tuyển chọn kỹ cho nên là còn rất mới và đẹp. Anh em cứ yên tâm và dùng thôi. Tất cả đều là made in Japan, nội địa 100% và chạy điện 100V. Chỉ khác nhau một chút xíu là ở cái phần công suất. Có cục thì là 55W và có cục thì là 48W. Đường optical in và out đây. Anh em giải mã nhạc số qua đường này. Với chức năng giải mã nhạc số từ TV thông minh thì các anh em đã biết rồi. Chúng ta kết nối bằng một sợi dây optical.
tín hiệu, lấy tín hiệu từ tivi xuống. Qua cực âm ly này thì anh em có thể giải mã xuống âm ly, đẩy hoặc vang số để hát karaoke rất là hay. Ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại trên bảng tên. Em nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video này của em.